Ô nhiễm không khí có liên quan chặt chẽ với biến đổi khí hậu, trong đó quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch vừa gây ra biến đổi khí hậu, vừa là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí. Do đó, những nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng có thể cải thiện không khí bị ô nhiễm và ngược lại. Gần đây, Hội đồng Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, nếu quy trình sản xuất nhiệt độ đốt từ đốt than không kết thúc vào năm 2050, nhiệt độ của trái đất sẽ tăng lên 1,5 độ C và chúng ta có thể chứng kiến một cuộc khủng hoảng khí hậu lớn trong vòng 20 năm tới. WHO cho rằng các nguồn năng lượng gây ra ô nhiễm hiện nay đã tạo ra những gánh nặng lớn về sức khỏe, do đó cần chuyển sang những lựa chọn sạch hơn, bền vững hơn, cung cấp năng lượng và vận chuyển hệ thống thực phẩm một cách hiệu quả. Hội nghị toàn cầu đầu tiên về ô nhiễm không khí và sức khỏe sẽ nâng cao nhận thức về tác hại và rủi ro đến sức khỏe cộng đồng, cũng như chia sẻ thông tin về những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí. Cùng với sự gia tăng dân số và nhiệt độ trái đất đang nóng dần lên, không khí mà con người hít thở mỗi ngày cũng đang bị ô nhiễm trầm trọng do các động cơ và quy trình công nghiệp diễn ra rất nhiều khi bẩn. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người là nguyên nhân gây ra bệnh tật và một yếu tố chính dẫn đến mắc bệnh và tử vong cao, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Do đó, biện pháp thực hiện để giảm ô nhiễm không khí ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh là rất quan trọng, cần được quan tâm và đầu tư thực hiện nhiều hơn.